Dạ thì chú dạ, rồi nói thì hôm nay thì cũng có dịp bên đại diện bên nhà sản xuất á, là chỗ chị Hồng ở đây ở Việt Nam, còn đây có Victoria, dạ là bên kỹ thuật của cái sản phẩm á. Dạ thì mình thì cũng xài bên cái bộ sản phẩm của bên Agronutrition với lại bên Sago. Sago dạ. Đúng rồi, cách đây cũng mấy năm mà chú, nay chắc còn 4 năm. Dạ 4 năm, tức là từ lúc mà bên con phát triển cái sản phẩm bắt đầu phát triển là ra để sẽ biết xài luôn á. Dạ. So he applied the products at the beginning when we started to launch our season products and Sago. Dạ. Chú thì cử rồi là chú phun cái sản phẩm nào chú? Cử rồi này là xài của thằng trong biển, này là ba cử. Trong biển tức là cái amino tinh khiết á, còn cái tên thương mại nó là Acion Ultra. Thì nông dân biết ở đây sao là trong biển. À, đó, đây là kêu bằng trong biển, nông dân chỉ chung chung. Lúc đó là cái đó không hay là có cộng gì không? Xài tăng cò quá với thằng Lucha là cử 55. Là Mexico với Forest Ultra, là cử 55 ngày, là lúc đó là làm đồng. Đúng rồi, sau 65 tái đập lợn lần nữa. 65 ngày. 55 days they apply Forest Ultra plus Mexico. And for 65 days they repeat this application again. Okay, they repeat. Yeah, they repeat. Okay. 65 days. Là lúc 65 ngày là chỗ chứ chú? Lúc 65 là cây lúa mới bắt đầu, người ta nông dân người ta kêu là trước chỗ. Vậy là giai đoạn trước ra hoa đúng không anh? Đúng rồi, trước chỗ chứ kêu ra hoa. So 65 days just before the flowering. So they apply before flowering. Rồi rồi sau chỗ là xài cái thằng gì mới hả mới lấy với cái thằng gói bò với hai chai gì? Cái trong biển nữa đúng không? Trong biển cái amino tinh khiết với lại cái ultra tinh, đúng rồi. So after phải có bo nha. They apply borosin and acion ultra. Okay. Nó mới ra được vậy. Product ultra luôn. And for flowery ultra as well. Cái liều sao chú? Liều thì một mẫu vậy là cho một chai với hai gói. Một mẫu, một chai, hai gói. Mỗi tức là mỗi thứ nửa chai. Đúng rồi, là hai thứ, là hai cái cộng lại là thành, tức là tức là một mẫu là chú là máy bay. Dạ. Phun máy bay là lượng nước một mẫu nhiêu chú? Trung bình của nó nằm khoảng 20 lít. Nếu mà mình có nhu cầu thêm thì nó sẽ thêm. Mình tính là liều lượng tức là một mẫu là nửa chai ultra, nửa chai amino anh cò á. Dạ. So for 1 hectare they apply 500 ml bottle for acion ultra and 500 ml flowery ultra for 1 hectare. For 1 hectare. Thấp bao một gói bao nhiêu xin? Đúng rồi, một gói. Borosin. Okay. Gói của mình là 100 gram. Could you ask him what kind of effect he can see on the field after the application of product? Có nghĩa là chú thấy cái hiệu quả như thế nào khi chú sử dụng cái sản phẩm sau khi sử dụng sản phẩm? Thì nay tôi xài nay 4 năm thì ngọn lúa nhìn thấy biết liền. Vậy là đạt lắm chú, rồi. Chú già đạt, nhưng mà chú diễn tả cái thứ nhất là cái tại vì như cái cây lúa vậy là nó sẽ đứng lá và nó sẽ rong cây lúa, nó có lực hơn của người ta. Tức là cây lúa là nó liền, nó lực á. Ví dụ một cây này thôi nha. Đúng rồi. Cái này thì nó giống như cây này, ở trong này thì nó không có đại diện được. Như cây này là lúa bờ nhưng mà nó vẫn đứng lá, thấy không? Okay. Rồi nó chỗ ra nó sẽ ra như vậy. Còn mình xài khác thì cái lá này hoặc là bệnh nó sẽ bám vào đây. If we don't use the product, the leaf will fall down, easy to fall down, and bệnh nó sẽ nằm lớp dưới này. Get involved here. But when he apply our product, you can see that the leaf is very straight and no disease, very clean. Nó vậy là mấy là chuẩn. The big difference. Này gọi là đứng lá đồng đúng không? Đúng rồi. Xanh đứng lá đồng. So coi như mình ruộng sao mà lá phải đứng dày. Đừng để lá cong dày. And the leaf that is the good standard with the leaf like this straight, not the curled like this. Okay. Yeah.
chút nếu mà nó cong gì mình gọi là gì? Nó cong vậy nè. Nếu mà cây lúa mình đang chỗ mà nó cong dày, nó sẽ là một mầm bệnh. Nó sẽ mình phun. Nhưng mà nguyên nhân nào nó cong chú? Nó là nó không thiếu bo, canxi. Rồi nó nằm dạng rồi cái mầm bệnh mình sẽ xịt trên này nó không có thấm dưới này. Rồi mà rồi cái mầm bệnh nó vẫn bám dưới này trước. Là nông dân là nhờ cái nguyên cứu của nông dân. Tức là nó đứng gì thì mình mua thuốc là nó dính hết, còn nằm gì phun thuốc nó không dính. Sáng ngày vậy nè, sáng ngày mùa sương rớt đây là nó tuột, là khô nó sẽ tuột, nó không gây mầm bệnh. Còn nằm dày là nó không được tụ hết, nó sẽ gây mầm bệnh. And he also says in early morning if the leaf is straight like this and with the suddenly I forget the word. Frog come and then it will remove the disease just when it's straight. Okay. Easily. Cong vậy là có dư đạm không? So it's a kind of resistance. Thường thường á, cong vậy là nó bị dư đạm, là chắc cú là dư đạm nó mới cong. If it's curled like this, it means it extra natural. Over. Okay. Exists natural. So good effect with our product. Very good effect. Okay. And does he observe a green effect on the field after the application? Very green effect. Vậy chú vẫn thấy là cái màu xanh hơn khi mà sử dụng sản phẩm, khi mà xịt thuốc đúng không ạ? Đúng rồi. Màu xanh vậy là chuẩn chuẩn của nhà nông. That is the xanh xanh chuẩn là sao chú xanh? Xanh chuẩn mà nó xanh ngà như nè. Xanh ngà là chuẩn. Dạ, xanh ngà, xanh sáng đúng không? Ờ, xanh sáng á. Bright green, not very green. That is really perfect color. That's they wish. But I can see the stem is very strong. Vậy nó thấy cái cọng lúa nó rất là cứng. Đúng rồi. Very strong. Ở trên bờ nó vậy chứ dưới còn cứng hơn nữa. He says that is close to the edge. It's already hard like this, but the other place is more stronger. More stronger, yes. Harder. I can imagine. Thường thường là lúa trên này thường thường nó dư đạm chứ. Nó dư đạm với mình có cải phân xịt thuốc không có tới nhiều. Nhưng mà cái cây này nó khỏe gì là ok đó. But he says for this park is extra natural and also lack of the fertilizer because but the order that they can have. Of course, this is a border, so they receive also a little bit of product. So yes, that reason why. They enjoy. they enjoy. Okay, good. Chú thấy cái bông nó làm sao? Cái chỗ nó làm sao? Chỗ vậy là đạt rồi. Thường thường á, bông bờ nó sẽ dày, nó sẽ ra chuẩn là khoảng 120 hộp. Còn dưới ruộng khoảng 101, nhưng mà mình làm sao mình cho nó lấy được 100 là coi như là đã đạt của nông dân. Nó sẽ ra 8 tấn ăn lên. And with this, the target of the farmer, they achieve only 86. It's already that they wish, but now he can achieve 100 to 120 seeds. So it's really good. Chú thấy cái bông đó thì nó cao khoảng nhiêu hạt? Này nằm khoảng 100-101. For this paddy rice, he estimates around 100 to 110 seeds for one plant. Yeah, what is the expected harvest for 1 hectare? Vậy là 1 hectare chú sẽ thu hoạch, nếu như thế chú thu hoạch được 10-11 tấn đúng không ạ? Nếu mà vụ này tùy theo vụ. Vụ đông xuân này nó khoảng 9 tấn ăn lên. That depend on the crop and depend on the season. So with this season, he expects 9 metric ton per 1 hectare. Perfect, good. So it's really good deal. Okay. Yeah. Rồi cái đồng cũng to đúng không? Đồng to, đồng chuẩn lắm. Chỗ nó cũng đều ha. Đúng rồi. So it's very nice. Very nice. Thank you for this information. Cảm ơn chú chia sẻ những thông tin hữu ích. It's very useful for me. Thank you very much. Câu hỏi cuối cùng chú so cái ruộng bên này là không có xài bên bên cái sản phẩm bên Agrovision với Sago đúng không? Thì mấy cô cầu cứ nhìn là thấy sẽ biết. Còn tôi là nông dân tôi đâu dám chê. Mình quay thì mình thấy là cái màu nó sáng hơn, cái chỗ đồng lọt hơn rất là nhiều.
cái lá đồng nó đứng hơn. Just compares the paddy field without using the product, okay, and with the field that he apply our products. We can see a difference. Big difference. Mm. We can see a difference. It's good. Này thấy cái lá đồng nó vàng á. Nó cái mà ngó kỹ là nó hơi bị sần hơn. Nó tối hơn, nó tối hơn. Chứ nó không được sáng, yeah, không? Nó không được bóng. Of the size. Là nó sẽ ra cái lượng LED nhiều hơn. The same size. Different size of plants. Như là chỗ đồng loạt á. À. Còn ở bên đây thì nó chung là nó không đều, nhìn nó thấy hả? Bất mô. I'm happy to see the difference. Chúc mừng xíu thử. Đây là Victoria rất là vui khi mà thấy cái vụ mà sử dụng cái sản phẩm của mình nó cho hiệu quả tốt. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Thôi cảm ơn chú nhiều. Dạ. Good advice for green fishing.